anh mình đến từ cộng đồng thấy điều đưa ra cộng đồng chuyên chia sẻ với các dự án IDO, các dự án property, các dự án IDO, IDO, IDO đến từ nhiều nền tảng uy chất lượng cũng như đến từ các giao dịch. Các bạn đừng quên là nút like, subscribe kênh chia sẻ video để các bạn có thể cập nhật những giảm mới nhất là mình thường xuyên chia sẻ đến với anh em. Trong video chia sẻ hôm nay thì mình sẽ gửi tới anh em dự án Lazy WX. Dự án ngày hôm nay sẽ có post tài thưởng là 8.000 đô, giá trị token l LWX, trong đó sẽ có 410 may mắn sẽ nhận được token. Phân phần thưởng sẽ được phân phối từ 25 đến 35 ngày sau khi phiên bán hàng IDO kết thúc tham gia vào dự án hôm nay thì các bạn sẽ cần vào link phía dưới phần mô tả video sau đó các bạn đăng nhập vào tài khoản Twitter hoặc là Facebook hoặc là gmail mình sẽ đăng nhập vào Facebook đây ta bắt đầu làm nhiệm vụ đầu tiên đó là follow kênh Lacy Wu tiếp theo chúng ta sẽ retweet là một bài đăng chính là bài đăng về Twitter AROB này luôn đấy đây là một dự án game NFT các bạn join tiếp vào group Telegram. Chúng ta nút join. Trở lại đây chúng ta sẽ ấn vào nút con Test bạn bè. Chúng ta sẽ test vào 5 người. Like. Ở phía dưới các bạn sẽ bình luận một chút và test vào 5 người. Ta nút con tin <laughs> tiếp theo join vào kênh channel terra ta nút join trở lại đây thì chúng ta nút còn tin đến địa chỉ hai mươi ví các bạn dùng test ở trên chiếc wallet hoặc metamask chúng ta copy phần địa chỉ test rồi quay trở lại các bạn paste vào và chúng ta nút con tin chúng ta đã hoàn thành xong nhiệm vụ của Arop. bây giờ thì em sẽ gửi tới anh em video hướng dẫn cảm ơn em đã theo dõi video và xin chào các bạn trong có video tiếp theo